chị gái tới ủng hộ chị tầm hai cặp bánh nấu. Mình nói nước nào vậy anh chị? Nước Việt Nam. Nước Việt Nam, nước Việt Nam đâu, nước Việt Nam. À Mỹ về dạ, mình về khi nào? Dạ đúng rồi. À dạ, mình về lâu chưa chị? Về 2 tuần rồi. 2 tuần rồi, chừng nào mình đi Mỹ lại? Ở bên đây đi luôn hả? À. Mới vừa chở qua luôn. Chặt luôn. Chặt đi về bên dưới không ai chặt hết trơn. Mình về mình ở đâu chị? Vĩnh Long. Ồ, miền Tây. Kế bên em luôn, em ở Tiền Giang. Yeah. Em qua cây cầu Mỹ Thuận là tới rồi. Thường thường bà con về tới mấy tháng? Chị về có 2 tuần rồi hả? Công việc ha. Dạ. Trước khi về Mỹ là phải ghé. Lần này lần thứ 3 lại ghé. À dạ. Trước khi về Mỹ ghé heo quay Lily mua về thưởng thức xong rồi. Chứ bà phẩm ăn thử cái này nè, mua cái ăn nhà thích. À hôm trước là có ăn bánh nấu rồi. Rồi thấy ngon quá rồi bắt đầu lại mua 2 cặp là 4 cái nữa nha các bạn. Dạ. Rồi bây giờ mình về Vĩnh Long luôn hay là mình ở trên này? Giờ đi về Vĩnh Long. Ồ. Bữa này về cho mấy người dưới quê ăn. Dạ. Chị Tâm ơi, anh chị ở Mỹ về ủng hộ 4 cái. Quá đã không? Hôm trước ăn rồi ngon quá, quay lại ủng hộ nghe. Cảm ơn nhiều nha. Ủng hộ lại mua buổi sáng. Dạ. Xong rồi 2 bữa sau có lại mua tiếp. Dạ. Mua hay quay rồi luôn nè. Dạ. Lúc đó chưa ăn thử không biết cái đó. À dạ. 320 với lại 240. Vô em. 360. Dạ. Mà cũng gành đường quá, hay quá, anh chị lái xe máy đi luôn. À dạ, dạ cảm ơn ạ. Dạ. À dạ. Rồi cảm ơn anh chị nha. Dạ. À, dễ thương quá trời luôn các bạn. Đúng rồi. Không dặn nãy được mấy tiền. Rồi, rồi. Tiền cò, tiền qua hồng. Bánh mì ơi. Chị Tâm nói trời ơi tao bán cho tụi tao bán dùm nữa đó, lấy tiền cò rồi một hồi nó về nó đòi tao rồi cho tao trả. Đó, đó, mấy lần bán á, nó không bán nó không bớt ra, em tự bán em bớt ra cùng tiền gửi vô. Trời ơi họ bán vui vẻ mà. Ừ, đúng rồi, thương chị Tâm cho các bạn. Ở hôm nay có giò có móng nha, chúng ta cùng xem chị Tâm soạn hàng ra. Có nhiều anh chị nói, ủa sao nhìn biết Việt Kiều hay vậy? Rồi có gì mình nói mình cũng không biết giải thích làm sao nữa. Tự nhiên mình nhìn vô thì nó khó giải thích quá ha. Mà chị nãy né cũng bình dân. Đúng rồi. Như chị Tâm cũng Việt Kiều nè, Việt Kiều vợ Bình Tiên. Ông Tâm chứ bộ.
bên ông Chợ Lớn à. Đúng rồi, mở Chợ Lớn cái bên luôn á. Khách tới luôn các bạn. Đó. Một ký chặt luôn. Một món bánh mì chị Nga ơi. Sao chị Tâm, ôi chị nghe nói chuyện mình dạ. Đấy là càng nhắn gì vậy? À. Ngon quá trời, bà gọi mở luôn các bạn. Tới công chuyện Thảo rồi. Bị đàn chị dòm ngó rồi. Đã theo lắm rồi đó. Tôi thấy là không được đâu quá. Đúng không, chị Tâm vừa đi mua bánh mì cho anh em mình ăn à, rồi có gọi là cũng ga lăng sành điệu của Kiệu không, mà ăn được 4 cái bánh ú liền. Mà trước lúc đó là hai người hỏi không mua rồi, em cũng đang gậu. Hỏi mà không có mua à. Em nói sao chua vậy. À, bánh mì bán rất là chạy nha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đây, đó, dạ đúng rồi. Thường thường ta mua ăn thử trước một cái. Bắt đầu ngon cái là tới gần tới mùng 5 tháng 5 là bắt đầu bà con sẽ đến đặt. Cái này là bánh ú quá đạn nha mọi người chứ không phải là bánh ú bình thường. Bà ổ ngoài giờ giùm em cái. Ủa năm ngoái hình như có bán chè trôi nước đúng không ta? Nó đồng chí. À đồng chí. Đồng chí. Có tiền không? Không thôi. Nó cũng nhà làm luôn. Dạ. Đây là heo quay nhà quay, bánh nú nhà làm, chè trôi nước nhà làm.
Rồi mối luôn kìa, mối luôn kìa, mối của Lily. Ở bên mày luôn. Này là 100 mẫu này của Lily hả? 100 mẫu bánh mì. Tốt lắm. Đúng rồi. Rồi ăn không ăn. Cho cầu mà ăn nữa đó. Ủa chứ mình phát tâm mình lên cho dạng ba 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 dạng ba. Lily làm 100 ổ bánh mì, anh Bụi ké 50 ổ bánh mì, nhờ chị Tâm trợ duyên đi phát cho bà con. Cô ít lòng nhiều. Kìa bánh bao phải không? Cái em mượn cái mã hoạch đi chị Tâm. Quét mã 50 ổ bánh mì diễn cho Lily. Lấy cái gì đây rồi? Cái nào á chị? 750 phải không em? Phạm Trúc Ly, Trúc Lì. Cái bác viết minh tệ, cái này cổ viết minh tệ. Rồi, kiểm tra giùm anh nha. Rồi ok nè. Khách luôn. Quay hoài vậy. Dạ quay mỗi ngày luôn anh ơi. Ngày nào cũng quay hết chết. Em thấy quay vui mà có gì đâu chết. Ủa hai tay quay được mà. Dạ không, hai tay là anh kia. Hả? Dạ anh kia. Anh kia với em hả? Không, em quay một tay à. Không phải hai người quay á. À có bữa bốn người lận. Dữ vậy? Hai người ít rồi. Bữa bốn người luôn. Hai ổ chị. Dạ, 30. Em nghe. Ủa, gì vậy? Đâu rồi chị Hằng, đâu rồi? Dạ ngày nào cũng quay là ngày nào cũng ăn. Dạ đúng rồi. Cái đó là sự thật luôn. Ngày em làm tới hai ổ lần anh dâm ra cái anh à, anh ấy cũng vui vui mà khịa khịa mà cũng thiệt, ngày mình mua hai ổ lần các bạn.
ba rọi chặt luôn. Mình thích là ba gọi ở gì bánh mì xá xíu, thịt xá xíu đậm đà ngon lắm các bạn. Thôi để anh quay máy anh đi, cái này nó cầm hai bên anh cầm không được, hiểu không, hiểu không? Hồi anh bắn Aerob vào cho chị Tâm ơi, em trả chỗ nha chị Tâm. Rồi đi đi hả? Bye bye bye. Mấy ký em? 1 ký. 1 ký chặt luôn nha. Hot girl Lily lì lì Coco Ly. Ủa đâu có lì đâu anh. Lily có lì không chị Tâm? Không, có bướng một tí thôi. Ngon quá các bạn ơi. Dạ. 15 có nói không? Cái này ký của anh trai nè. Ổ 20 hả chị? 20 thật chi muốn. Ngon quá các bạn nè. Em gái xinh đẹp và những miếng heo quay. Tại không đang cầm ổ bánh mì, anh nói em gái xinh đẹp và ổ bánh mì mà đang dặn heo quay. Mấy anh em nói chuyện vui vui cho bà con cô bác, đừng có la nhé, đừng có gầy nhé. Lâu lâu anh em tán dóc cho đỡ buộc. Ui, hết hồn. Có sao không? Hãy follow TikTok Coco Ly bán trà sữa nha các bạn. Sau này có thể bán trà sữa lại, giờ đang bận quá chưa bán. Trời, mấy tấm hình anh chụp cho em đợt đó anh gửi qua đẹp quá trời, làm thumbnail đẹp quá ha. Rồi xong rồi anh reset máy mấy lần anh bắt hết trơn mấy hình đẹp luôn. Sau này có mấy tấm khác đẹp hơn nữa. Đâu để rồi coi. Anh ấy gì reset máy mất hết trơn luôn. Hôm trước reset 1-2 lần rồi, sau mới hôm qua hôm kia reset lại nữa. Tại cái phần mềm nó bị chổi, cái nó bị lỗi. Thầy là Lily đang làm topping cho 150 ổ bánh mì. Lily 100 ổ, anh Bụi 50 ổ phát cho bà con. Nói bỏ gì bỏ xe đi trong túi. À bây giờ mới không lấy xe. Đó thồn. Mà nhớ chật kệ là thể bên kia. Sao không? Tới anh. Tới anh. Cầm tiền đi chị. Cho em 5 ngàn. Có như có chị. Cấp tốc luôn các bạn. Đây 5 ngàn nè. Đúng rồi. Chặt nhỏ không chị? Chặt luôn. Lấy nhiều 4 chậu. Sụn này là 200k phải không chị Tâm? Ờ đúng rồi. Chờ đủ rồi nha. 200. Sụn 200k một tí. Sụn 300. Bạn lấy cái gì vậy đó, đó, đó chị đó đang gói gì đó. Ổ 20, 2 ổ. Ổ không dương à. Các bạn thấy hai thao tóc pin chưa? Quá ngon. Hello chú bánh mì.
chưa đâu. Hello anh nội rồi. Giấy trắng là không dưa ngò á anh. Ủa anh Phú mua chị Nga. Anh một ổ anh. Anh quay cho Lily clip dài dài ha, anh clip ngắn thôi. Anh quay cho em clip phút mấy, 2 phút đi ha. Hay là em lấy clip ngắn. À, thôi 50-50 đi. Anh cứ quay đi rồi hồi anh chia 50, em chia 50. Sẽ. Dương đầy đủ nha. Này là TikToker mới nổi nha các bạn. Hả rồi. Rồi vô làm bánh mì. Đây nó tiền. Bánh mì 15. Tiếp tục. Bánh mì giòn rẹt rẹt luôn các bạn. Mì nó mỏi à, mới ra rồi. Vừa thổi vừa ăn không em? Rất là nhiều người thích Lily cười vậy các bạn. Tụi em cũng có cười mà. Thì những lúc nào cười thôi chứ phải lúc nào cũng thích cười không đâu. Đừng cười không là tới công chuyện á. Đây cận cảnh ổ bánh mì 15k cho các bạn xem. Bánh mì heo quay 15k các bạn ơi. Lỡ rồi, anh không làm thôi chứ anh làm gì anh phải có nhập tâm. Cho nó ra. Ê, xin lỗi, đừng nghĩ vậy. Gia hồn. Gia hồn. Thiệt là cái tình. Đúng rồi, cảm ơn chị Tâm. Tại em đang cầm hai máy, cái em bị rối luôn rồi. Đang nói chuyện bình thường, tự nhiên Lily cười với miếng nữa. Cái này, clip này gửi cho Lily ra. Mùi nát nhìn cái sắc lát vậy. Ba mươi có mới không? Cấp tốc luôn các bạn. Đúng rồi. Đúng rồi. Không làm thì thôi, làm phải cho nó ra trò chống, nó phải okina mới được. Okina.
quá xịn sò bánh mì các bạn. Tâm đi phát luôn. À. Ừ. Có gì chị Tâm chị Nga với Lily phát giùm em luôn nha. Dạ. Người bỏ công người bỏ cửa nha. Vậy nó hợp hết lợ. Có lòng. Một cây làm chặn lên non, bốn cây chụm lợ lên hồn lửa cao. Bốn là 1, 2, 3, 4. Chị khỏi cười em thưởng cho chị nè. Chị khỏi cười. Tưởng là tưởng gì, tưởng đổ bánh mì nè. Đang gió phải không? Đang gió phải không? Hai. Hai bánh mì luôn. Cho ổ dạ. Một ổ luôn. Có anh đang đứng tự nhiên nhìn vô màn hình anh cười hoài mới lạ lạ nè. Chị Mai nhìn camera nói một bụi này sao tự nhiên đứng cười hoài. Cái người quay á, cái người chọc máy á, cười giùm cái người mà đứng đứng làm à. Nhờ cái công đoạn mà chờ qua lấy bánh mì vậy là dòng eo của Lily tới 56 nha các bạn. Có bên nè. Mới mốt là nói vậy nè anh. Mới mốt đổi. Không về nhà mình tập thể dục mấy bên kia cho nó đều lại. Đúng rồi, chan ít ít thôi. Cái này là của Thái Công nha các bạn. 40 triệu 70 hả? 40 bữa anh gì? Anh Dũng ở bên Mỹ nói là cái này là 40 triệu mua về làm nước đựng nước sốt bánh mì các bạn. Anh Dũng Phạm đúng không? Anh Peter Phạm. Cắt tóc thì các bạn làm lia lịa luôn. Để có anh Thảo ở đây à. Làm dễ về đó. Có Thảo nữa là cũng tốc độ luôn á. Thêm một tay trợ thủ đắc lực nữa. Nghe Thảo nói hả? Thảo về. Trăm ngàn thịt mỡ này là vừa bán rồi vừa làm bánh mì luôn nha các bạn. Bánh mì đi.
xịn sò. Chỉ 15k thôi nha các bạn. 4 ổ cho anh trai luôn. Cái gì cười tiệm tiệm nha Mê Ly. Cứ bình thường thôi, nhưng mà lâu lâu cái có gì vui vui cái mình cười, nhưng mà cái em cười đẹp lắm, phải liền ha, cười liền nè ha. Rất là mát luôn, cười hoài luôn, kiểu như là đứng không có làm gì. Vậy là phải thuê thêm một người hỏi gì đứng sau lưng thọt ác. Lâu lâu mà quên cười thọt ác cho cười. Không, dạo này nhìn Lily sáng mà, sáng như chị Liên luôn nha, thiệt mà. Sáng. Sáng như chị Liên. Không phải, ý nói là cái phong thái, cái sắc mặt, cái khí thế của mình á. Hiểu không? Nó vừa tươi, nó vừa sáng, nhưng mà chị Liên dạo này nhìn sáng dữ lắm luôn. Có ánh hào quang. Ánh hào quang luôn. Chị em mình chưa. Đó là chiều nay mua vé số mới được. Thiệt mà, nhìn sáng lắm, sáng tài. Tươi. Chị em này có ánh hào quang rực rỡ. Bây giờ máy cho Ly 10 tỷ. Ly theo liền luôn. Ly xỉu liền, đầu tiên phải là Ly xỉu liền. Xỉu ăn được. Mình không để làm xỉu được, xỉu mất tiền 10 tỷ sao. Cũng hay nha. Tỉnh. Phải tỉnh, ở đây tới 3 người lần. Xỉu cái tự nhiên đứa nó chia 3 tỷ hết bà, 9 tỷ còn có 1 tỷ. Ngồi vậy chỉ vì cái xỉu thôi mất 9 tỷ. Bây giờ ai cho Ly 10 tỷ. Lily tỉnh liền. Hết mệt liền. Chứ không có xỉu nha các bạn. Không, cái này mấy anh em đang bắt trên của trên tấp tấp nha các bạn. Chứ không có gì, bà con đừng có ném đá nha. Nói chung là nói chuyện vui thôi. Đúng rồi, anh em trao đổi vui vẻ. Chứ bây giờ ai cho Lily 10 tỷ Lily tỉnh liền. Sáng mắt liền. Sáng mắt liền, khỏe liền luôn. Bình thường cận quá, bình thường bị lỏng quá, bình thường quá mà mờ giờ tỉnh lên hết. Hết cận thị luôn. À đó, chị Tâm vô bịch như vậy nè các bạn. Mỗi một ổ bánh mì sẽ là một cái bịch riêng. Một bịch lớn sẽ là 10 ổ hả chị Tâm? Một ổ bánh mì luôn. Giờ này hàm rồi. Hàm quá hàm rồi. Chú cười à. Chị Tâm tính lấy giấy khăn giấy lau dòm kiếm 1 tỷ. Mà thấy vậy nên thôi à. Bánh mì luôn, bánh mì luôn. Đứng bên này để xem ba chị em làm luôn nè các bạn.
Ồ, kẹt xe, xe lớn các bạn. Lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật. Chết đá. Mới ra lò. Xa xíu là 20k một ổ nha các bạn. Các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Má ơi, nắng nóng hầm khủng khiếp. Không mà mình tập trung mình làm một hơi vậy là nó lẹ ha. Chuẩn bị tới công đoạn chặt bánh mì của cắt bánh mì khách luôn anh em ơi. 50 xá xíu luôn, chặt luôn không cô? Chặt.
Anh cứ quay đại đi, cái hồi cái 50-50 anh drop qua. Bây giờ trúng clip nào là xào clip đó nha. Thả 70 luôn chị, hai ổng mày thả 70 luôn. Hai ổng mày. Thả 70 luôn. Chị chủ nhà hả? Mai á, chị Mai. Thử hỏi kiểu gì? Cô quay mấy này kiểu nhiêu? Dạ 320. Rồi lấy nửa ký đổ lại. Nửa ký đổ lại à. Là cắt ra bao nhiêu, tính nhiều ha. Dưới nửa ký thôi. Nửa ký thôi. Nửa ký đi, 160. Rồi. Em lên shipper á, có ý lên YouTube hoài à. À dạ. Có YouTube cứ quay hoài, coi hoài. Dạ. Có chặt không anh? Không, để nguyên quay. Khách luôn anh em ơi. Nghe giọng em có quay bánh xèo ở dưới. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ dạ dạ. Dạ mỗi ngày luôn. Bánh xèo heo quay, cầu riêng. Ở dưới cũng ăn dưới hoài. À dạ, nhà mình ở đâu mà mình xuống tới dưới lần ta? Ở dưới quận 5 nè. À mình đi ăn, mình trải nghiệm, mình ủng hộ luôn nha. Đi cả chục, ăn cả chục, hai bé gì, bé lớn 100 anh không? Dạ, bé lớn Hà Anh, bé nhỏ 100 anh. Dạ. Nhớ là ăn cái gì là lại nó nhớ là khỏi dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nghe. Trời ơi, đường xá ra sôi các bạn. Lúc này nó sung sướng rồi. Hồi xưa khổ, bây giờ là sung sướng rồi. Không, có nhờ bà con hay mua đồ ăn tặng cho ăn á. Vẫn làm cực khổ vậy nhưng mà giống như được bà con mua đồ ăn cho nhiều. Đúng rồi. Nói thì nói chứ cũng thiếu tình thương của ba với mẹ. Hả? Nhỏ luôn. Nhỏ luôn. Chặt. Sườn em ơi. Cái này bà xá xíu hả? Xá xíu là bên này nè cô, còn bên này là sườn. Cái này chặt luôn hả gì? Chặt em. Đủ lấy thêm chứ. Đây, cô mua hai cái giò. Đùi hả cô? Đùi 300k một ký. Cái này lấy cho chị nửa ký ba rọi luôn. Nửa ký ba rọi luôn. Chặt luôn. Chặt luôn. Để kho hả cô? À đúng rồi. Để nào nè, để lấy nè cho cô. Để hết kia bác cũng được. Rồi cái này em cô. Ừ. Rồi cái này 230 với kia 120 thì sao? Nha, 350. Sườn phải không? Không, xa xíu cô. Sườn là bên này nè cô. Ờ, sườn 300. Ờ, cho muốn sườn. Ở đâu lận cô chú? Ở Tân Định. À, à mình đi kiếm, kiếm chỗ này mấy tiếng mà. Trời ơi, thương cô chú quá. Vậy là mình cũng xem trên TV. Nay ngày trai lên cái con mà nghỉ bán mà tôi thích quá. Nay chỉ nghỉ có một ngày mùng 1 Tết thôi. Bánh mì không cô? Dạ. Trời
tôi đi muốn chết luôn à. Trời ơi. Nát cái chợ Bình Tiên luôn. Cái chị Mai cũng được, mà kiếm cũng không ra luôn. Nhưng mà cũng có quyết tâm đi kiếm cho bằng được. Lỡ rồi xa lắm chứ bội. Dạ. Hai bạn đừng bên đường rồi mà. Oh. Cảm ơn cô chú nhiều nha. Dạ. Tiếp tục làm topping bánh mì. Bánh mì đây. Bánh mì đây. Ai ăn bánh mì không? Đó, ba gọi mỡ nè các bạn, 200k một ký nha. Đây là đùi 300k một ký. Đùi thì cao nạc cao mỡ nha các bạn. Được 50 chưa chị Tâm? 60 rồi. Gần nửa đoạn đường à. Cố lên anh em ơi. Về thế nào anh cũng bị ẹo con bên. Lê Lê thì ẹo bên trái, anh Việt anh bộ ẹo bên phải nè. Thôi giờ dùm đổi đi. Có tài luôn. Cái video này chắc dài gần 2 tiếng quá. Lỡ rồi đăng hết luôn. Bánh mì xong rồi bầm, bầm xong rồi bánh mì. Thank you.
70 ổ, 20 phút. Cố lên, cố lên. Sườn non là bên này nè. Lấy nửa ký đi mà lấy nào nạt nó nhiều nhiều. Dạ, có chặt không ạ? Chặt ra cũng. Ý là 160. Anh đưa 201 thôi thì em hỏi là anh 50 chứ. Trả lại 500. À trời ơi. Lâm. À, trời ơi. Lâm. Lâm. Nói 160 giờ mà đâu có nói 65 trong đó đâu. Ý là anh muốn bò tụi em 5.000 nói em nhận. Hay gì anh đứng anh chờ chị Ngâm chị Nga thì trả đưa lại 5.000 rồi chuẩn bị thối 50 rồi bên đứng chờ. Bây giờ em đứng quay vậy luôn á, giờ làm sao? Chị Tâm ra bắt chị vô camera giùm em. Đúng rồi. Mình đẹp mà trời. Chị Tâm này quậy quá quậy luôn. Em làm gì á? Tính nói gì luôn nè. Tính nói gì mà quên luôn rồi. Nghỉ luôn đi, nghỉ chơi luôn rồi. Chơi luôn.
giận luôn. Bánh mì quay bánh mì nướng không kịp luôn các bạn. Bye 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 con. Làm nhỏ hết hồn vậy. À, bên kia ha, bên này lò bánh mì hết, bên kia hết bánh tèo luôn. Này nổ đơn quá trời. Ăn bánh mì không gì? Ăn mì không cho hỏi mì. Rồi rồi chị Tâm ơi, đây em cầm cho, này em lấy này luôn nha. Đây. Dạ, rồi cảm ơn ạ, à. Dạ. Hai ổ bánh mì luôn chị Nga ơi. Thấy ông rồi. Đây hả? Quá hầm. Cho các bạn xem, nắng dữ lắm luôn nè. Nắng như thế này thì không thể nào trắng được. 70, 80, cái này là cũng có 20 rồi á. Là 90 rồi á. Chưa tiền em rồi. Mở mở cho anh trai. Chia làm 2 chứ em. Dạ rồi. Ký chia làm 2 để chị nửa ký, nửa ký. Nửa ký cắt đôi. Ba nội hả? Đó ba nội hả? Dạ ba nội gì? Rồi. Rồi anh ơi. Lấy 40 ngàn đi cho chẳng 200 nha. Vậy là ăn lạ nhiêu? Con bán ký 320. Giờ cô lấy thêm trụ đủ 200 đúng không? Rồi 6 lạng hơn nữa chưa cô? Nóng quá các bạn ơi. Chảy mỡ luôn. Chảy mỡ luôn. Hai xem ké chị Tâm miếng này. À, ok trời, cảm ơn chị Tâm. Có được miếng quạt gió nữa. Chị ơi ăn bánh mì không chị? À không ăn hả? À. Bánh mì không? Rồi đây. Dạ đây.
Em tưởng chị Nga về bển lên chứ. Bấm chuông manh luôn á. Hay, chuẩn bị hết thịt topping. Công đoạn là chặt thịt tiếp tục các bạn. Nay chị Nga buồn nha. Kia mai nó cũng buồn đó mà buồn ngủ. Buồn ngủ. Có đi ăn chạm không mà Lily nói chị nghe đi ăn chạm kìa. Dạo này có chợ cầu tuột thường xuyên không mà mưa gió cảm rồi. Tụi trả lời động nước không à, không có chỗ sao mà tuột kìa. Tới công chuyện luôn rồi nè, nắng quá các bạn đó. Bên bánh tiêu nãy giờ anh bán quá trời luôn, bán kinh khủng luôn, bán chiên không kịp luôn mà. Một trăm rồi các bạn ơi. Mới 9 giờ luôn mà quá trời ấy ha. Như 12 giờ trưa luôn trời. Qua mưa quá trời lớn luôn á. Nắng cũng dữ, mưa cũng dữ. Nắng thì than, mưa cũng than. Ông trời nói tao phải làm sao cho vừa lòng tụi bay đây. Bởi vậy tao nói 9 người 10 ấy. Người thì thích mưa, người thích nắng. Làm ông trời ông cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Ai nói làm ông trời sướng đâu. Cái gì cũng kêu trời chứ. Sướng cũng kêu trời mà khổ cũng kêu trời. Tự nhiên buồn quá nó ngồi nó cũng kêu trời nữa. Ổn rồi, có lý rồi.
Một công bia. Cho bên đây cũng được. Đang thui. Chặt nhỏ anh em tên nhiêu tiền? 40. Chặt đôi dài, đừng có dài quá, chặt nhỏ. Nó nát thịt nó văng ra ngoài á cô. Này em có chỗ an cư lạc nghiệp rồi nè chị Tâm. Giận luôn rồi, đỡ rồi. Không áp luôn. Kìa mai nói thằng bụi tự nhiên sau nó ngồi nó núp chỗ mấy cái bánh bao trời. Ông nghĩ Lily với chị Tâm hay thiệt. Anh quay anh đứng có thí dụ tầm tiếng mấy hai tiếng mình mấy anh nó ghim luôn á. Cơ nó nhức mà lưng nó đau luôn mà Lily với chị Tâm mà đứng tới từ sáng tới 11 12 giờ em. Rồi những ngày mà bán khách đông đứng liên khúc chiều mưa luôn. Tuổi trẻ này tài cao. Có bí kíp gì không chỉ anh bộ chứ? Nhỏ thiệt nhỏ đi. Cái giò bé thiệt bé luôn. Nhỏ luôn đi. Vậy nha, cho em xin miếng khăn giấy chị nha. Nó tắm mỡ rồi. Lẹ lẹ lên. Tới công chuyện rồi. Hy vọng à. Camera nó cũng tắm mỡ nữa các bạn. Thèm mỡ. Cảm ơn chị Nga nha, đã cứu chữa kịp thời. 120 với kia 320. Bây giờ các bạn thấy da trời mở rồi nè, nó lên màu đẹp không? Nào á. Nhìn khó tính lắm. Có thói không ạ? Nói vậy mới nhớ là hồi xưa cái bà ngoại ha, bà nội cái nào ở đây rồi. Còn không là vô lớp cô giáo á. Điểm dành kể luôn. Dạ, bạn kể là cái gì liền. Quéo hết trơn liền. Chưa mấy mặt cô dữ vậy đi kìa. À là vừa vô bước vô lớp à. Anh Tâm.
lên là hai bạn đã đưa dài đó. Nhưng mà chị làm gì ta cô có kêu? Không biết vừa vô lớp à. Ta không biết được phải có gì cô mới kêu chứ. Trời chắc quậy quá rồi. Hải quậy, vừa vô lớp à là kêu ta Đích Thị liền. Vậy là trước khi ở đó là đã bị gì rồi nên cô vô lớp cô kêu dậy, cô kêu đứng dậy. À. Trả bài ha. Là vô là tự vé cô coi khỏi kêu con cô không ra tới. 123 gọi vậy. 123 gọi luôn. Vừa vô lớp à. Cô ơi con lên rồi. Tự nguyện luôn. Tự giác. Tự giác hả? Mình có thuộc bài không? Biết tự đứng dậy luôn chưa bà đó. Dạ cô ơi, cô không học bài à? Ồ, tại sao không học bài? Ở nhà làm gì? Đi đâu? Ở nhà chị trai. Này chắc ba đấy. Hồi đó là chị Tâm kể là chị Tâm đi gánh nước mướn á. À. Hứng nước á. Thì cái đó tính nhiêu xô ta? 200 đồng à. 200 đồng của mình nè ha, hai giấy hai tờ 200 ha. 200 đồng á. À. Tờ kính xa không? Hứng cái nhà là cho hứng sắp hại nè. À. Tâm kêu là né ra cho tôi vô hứng đây. Chắc né hết quá. Có né đâu, quýnh mình quá trời. Quýnh quá trời luôn à? Giờ mình quýnh lại. Rồi mai mốt có ai sợ chị Tâm không? Gặp chị Tâm tới né không? Người ta nói, mày nhỏ mày dữ quá à, mày hổn nữa. Trời ơi, nghe. Rồi người ta không cho mình hứng nước nè. Không, đang kể tới cái chuyện ngày xưa, bây giờ không có chữ thề. Bà con thông cảm nghe. Người ta nói, mày nhỏ mày hổn. Lại chửi tiếng trong mặt chị. Xin lỗi nha cô bác, con không phải chửi cô bác. Xin lỗi. Đó, mình nói tiếng đang mặt kìa. Đang mặt. Đừng nói là... đang mặc thôi, đừng nói gì vô. Nhờ người ta qua ngày mai á, lễ xô này của nó á, đừng kéo ra. À, của chị ha, là để đó không ai dám động luôn. Ai mà động lên nói là xô này của nó đó, là hiểu mình nó là ai liền cái gì. Chịu dằn. Hồi xưa gọi là, cái đó gọi là đầu gấu rồi ta. Dữ rồi, dữ dội á. Vậy không có biết chữ. Cứ nghĩ là mình đi hứng nước. Ừ. Bây giờ nói là chỉ giảng dơ giấy về trò vậy thì dấu giếm ha. Tự kể luôn. Chạy con mà nó. Mày đọc cho tao nghe coi. Chữ này chữ gì? Má đọc đi. Tao biết ta đi, tao hỏi mày, mày phải đọc. Tao là má mày, tao kêu mày phải đọc. Thật ra má không biết. Chạy hằng nhỏ kia lớn lại. Chạy, con ai đi lũ làm đúng không? Ủa vậy à? Thằng lớn học lớp mấy? Lớn học lớp 5. Rồi nhỏ. Lớp 1. À. Cũng thông minh chứ bộ. Bắt lớn ra kiểm tra bài nhỏ. Anh em học luôn. Rồi em nói vậy nè. Tao giao cho mày đó, mày làm sao làm á, không phải tao không biết đâu nha, tao biết đó. Chỉ dằn ha. Lớn mà ngồi chỉ dạy. À. À. Hai đứa con chị Tâm cũng dễ thương lắm. À là hai thằng trai hết luôn hả? Hai thằng trai. Để thêm đứa gái nữa đi chị Tâm. Thôi, một mình chị Tâm làm công chúa ở nhà được rồi. Hẻ ra đứa con gái thì chi. Mất vị trí liền ha. Nhiêu rồi? 101 rồi các bạn. 102 rồi. Hy vọng là vừa xong là vừa hết pin. Đừng hết pin trước. Đang mạch ngoài đường luôn rồi kìa. Mấy ông kia em nói chuyện đang mạch ngoài đường. 1 ổ luôn. Tính không ăn rồi đó, mà thấy cái anh lai lai rồi ghé vô mua thử á. À, rồi quay luôn, cho lên TV luôn. Ăn tại chỗ luôn anh. Nhìn tối rồi đó. Thôi đừng nhìn tối anh ơi. Nhìn nói hại bao tử lắm á.
Lì lì tốt mà hồi hết rồi các bạn. 2:30 một ổ không biết. Một ổ. Chị ơi, không mở đâu, bữa nay không mở đâu chị. Nóng quá mồ hôi. Cái này mà phải có một cái camera khác quay cái cảnh hậu trường nữa. Xíu hỏi mì đi. Dạ 15. 20. Hai chục. Đó đó, một tí rồi mà lại đây không quay đó. Hay kêu bà Tâm quay, lấy điện thoại ổng quay cảnh hậu trường ổng đứng không? Ổng quay. Ổng 20. Giờ lấy điện thoại để livestream luôn. Rồi, hello chú. Mấy nay chú đi mua trễ vậy? Rồi, mấy nay trễ. Sáng có ghé phải không? Chưa mà. Chưa. Là sáng chú có chạy ngang mà thấy chưa. Chạy ngang thấy chưa ấy thôi về. Dạ. Sáng 5 giờ mấy rồi đi mua. À dạ. Thôi đi. Dạ cảm ơn chú. Sắp xong rồi các bạn ơi. Chấm tư rồi, mừng quá, cố lên. Nhanh chân lên nào, nhanh tay lên nào các bạn ơi. Cố lên. Cố lên. Chấm tư là điểm đây này chưa? Đó. Điểm rồi hả, vậy thêm 10 ổ nữa. Mừng quá, mừng quá. Chị Nga vô trong bịch. Còn 30 giây nữa thôi các bạn ơi, 10 ổ nhanh lên. Tính xỉu rồi nhưng mà gán hết 10 ổ mới xỉu các bạn ơi. Cấp tốc lên. Anh hết pin luôn rồi. Máy quay cũng sắp hết pin luôn. Dặn dây thiệu. Có Lily còn pin nhiều lắm nha các bạn. Anh còn có 1.5% nữa. Một ổ bánh mì. Giờ này mới có 9:15 thôi.
khách luôn. Có 1 ký bánh mì nè. Ở đây mua quay đi vô chợ mua bánh hỏi. Em quay có chặt không chị? Dạ có. Chị có 2 hộp nha. Rồi, chặt luôn ha. Rồi chạy vô mua bánh hỏi đi, đưa tiền em quay đi. 320. Chốt đơn cái video là được 1 ký. Trời sao bánh bao mà chỉ nghe anh vậy? Chị Tâm ơi, mốt em ngồi đây chị Tâm treo bánh bao chỗ khác nha. Rồi, vừa kế tao. Chị ra 2 hộp nha chị. Rồi, ok. Chạy vô nên cái đụng rồi, tới rồi. Cao luôn. Rồi, 1 ký heo quay. 1 ký heo quay. Bánh mì đủ luôn rồi phải không? Đủ luôn rồi. Đây. Kết thúc video bằng 1 ký heo quay rất là đẹp mắt luôn. Xong 1 ký heo quay là mình ngã ngang mình xỉu nha các bạn. Kết thúc chương trình, kết thúc chương trình chuyện... em có nước suối rồi, thôi em có nước suối rồi, rồi kêu các bạn, các bạn quên nữa, các bạn kêu nước đi, anh bụi mời, anh bụi mời uống cam đi cho nó hạ quả đi. Trời ơi nãy giờ mệt quá cái quên nước, trời sai sót ha. Cam luôn đi chờ chị Nga. 4 cam luôn. 4 ly ít đường thôi. Rồi xong rồi chúng ta. Trời ơi xong rồi, xong rồi. Kết thúc chương trình. Cái gì không mà không hồ bài luôn. Kết thúc video mà trái máy luôn đó chị Tập. Kết thúc chương trình chị em mình đến đây là hết. À đúng rồi, chị mình một cái ca chị mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye.